quý vị và các bạn, trong tiến trình đẩy mạnh hội nhập hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt là đội hình nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực để thấy được mối quan hệ hài hòa, đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian qua. Cách đây 76 năm, vào ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam nhằm nhanh chóng xây dựng một nền kinh tế tài chính vững mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Bức thư có đoạn viết, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng. Chúng tôi rất là cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các lãnh đạo của sở ban ngành đã thường xuyên đưa ra các cái chính sách rất là phù hợp và để phòng chống được cái Covid và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi rất biết ơn với sự quan tâm của chính quyền tỉnh, đặc biệt vì chúng tôi cảm kích việc lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đặt tầm quan trọng hàng đầu cho việc xuống tận cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc. Các ngài Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nhiệm kỳ đều đã trực tiếp xuống thăm để trực tiếp lắng nghe tiếng nói của các nhà đầu tư và hỗ trợ chúng tôi. Chính vì thế, sự hỗ trợ luôn luôn trực tiếp với các giải pháp thực tế được toàn thể các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Nói về cái sự hỗ trợ của các sở ban ngành ở tỉnh Hưng Yên thì bản thân chúng tôi đánh giá rất cao cái sự luôn luôn lắng nghe, luôn luôn tháo gỡ những cái khó khăn khi mà doanh nghiệp vấp phải của tất cả các cái sở ban ngành. Cùng với đội ngũ doanh nhân cả nước, những năm qua, đặc biệt là sau 25 năm ngày tái lập tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên phát triển không ngừng lớn mạnh, số doanh nghiệp doanh nhân ngày càng đông, quy mô doanh nghiệp không ngừng được mở rộng. Đến nay toàn tỉnh có trên 12.000 doanh nghiệp hoạt động ở nhiều ngành nghề lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Nếu như năm đầu tái lập tỉnh, năm 1997, thu ngân sách toàn tỉnh mới đạt khoảng 70 tỷ đồng, thì đến năm 2020, thu ngân sách đã tăng lên trên 16.200 tỷ đồng. Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế cả nước tăng trưởng âm gần 6% cùng hàng vạn doanh nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động, thì cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên vẫn tăng trưởng dương ở mức gần 5%, thu ngân sách vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ, đạt khoảng 90% kế hoạch cả năm. Đại dịch COVID-19 thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho thấy sự đóng góp đi đầu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch. Càng trong khó khăn lại càng cho thấy vai trò to lớn của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Và chúng tôi khẳng định một lần nữa là chúng tôi luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo vệ các khu công nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp là một nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc phòng chống dịch này. Coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, những thắc mắc kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp được các cấp trong tỉnh kịp thời tháo gỡ, giải quyết, tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi vào đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua đã thổi một luồng gió mới tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Với khẩu hiệu chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực, các doanh nghiệp đều kỳ vọng vào sức bật mới trong thời gian tới. Để làm rõ hơn về điều này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thắng với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Thưa bà, là bà có đánh giá như thế nào về sự thích nghi với khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua? Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên cũng đã cố gắng nỗ lực không ngừng, nhanh chóng chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh. Có những doanh nghiệp đã kịp thời chuyển sang sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ phòng dịch, cung cấp cho thị trường trong nước và thậm chí còn xuất khẩu. Có những doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình kinh doanh từ kinh doanh trực tiếp tới kinh doanh chuyển sang kinh doanh online và marketing online nhằm quảng bá sản phẩm của mình tới rất nhiều người tiêu dùng cả trong nước và quốc tế. Thưa bà, khi chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực thì sẽ tạo cái sức bật phát triển như thế nào cho doanh nghiệp trong thời gian tới ạ? Khi mà chính quyền đã tận tâm thì doanh nghiệp cũng sẽ tận lực.
doanh nghiệp sẽ cố gắng hết sức mình, cố gắng làm tốt công tác phòng chống dịch để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh được an toàn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và sẽ cùng với hiệp hội để có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trở thành khách hàng của nhau, chia sẻ thị trường cho nhau. Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, xin chúc bà cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ vượt qua khó khăn, phát triển lớn mạnh hơn nữa và đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Và cũng xin cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi và phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay ạ.